Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Environmental Science and Technology Letters, các sản phẩm chăm sóc cá nhân hàng ngày như lan khử mùi, nước hoa, xịt thơm cơ thể, kem dưỡng da tay, keo xịt tóc chứa hơn 200 hợp chất khử cơ dễ bay hơi, có thể gây hại cho phổi. Khi sử dụng các sản phẩm này trong môi trường có ozone, các hợp chất khử cơ này phản ứng tạo thành nhiều oxy hóa và dẫn đến sự hình thành hạt mới với tốc độ tăng trưởng cao gấp 10 lần so với ngoài trời và có khả năng xâm nhập vào phổi. Theo giáo sư Dusan Lisina từ Đại học Bách khoa Liên bang Lausen, Thụy Sĩ, một số phân tử tạo thành các hạt mới, sau đó kết tụ lại thành những hạt siêu nhỏ, có thể lắng động lại trong phổi chúng ta, nên cần có thêm nghiên cứu về tác động sức khỏe của những chất ô nhiễm này. Để giảm thiểu rủi ro, các chuyên gia khuyến nghị cần thông gió, hạn chế sử dụng sản phẩm chăm sóc cá nhân hoặc thay thế bằng các sản phẩm tự nhiên, ít phản ứng hóa học hơn. Đồng thời, người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức về vấn đề này, đặc biệt là đối với các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em và người cao tuổi.